Ngay bây giờ thì Tấn Ngân mời tất cả quý vị cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay, và bây giờ thì cùng thay đổi không khí chương trình và chúng ta cùng xem hài kịch nha. Như quý vị cũng biết là những tiểu phẩm hài trên sân khấu á, thì các nghệ sĩ chúng ta thường sử dụng những câu chuyện có thật ở ngoài đời rồi sáng tạo thêm vào, nhân cách hóa vào để mang đến cho tất cả khán giả của mình những tiếng cười thật hài hước, thật dí dỏm và không kém phần sâu sắc. Ngay bây giờ một quý vị sẽ cùng đến phần song tấu ăn ý rất hài hước của hai nghệ sĩ được quý vị rất yêu thích, một nam danh hài trẻ được cả khán giả yêu thích trong các vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, những vai diễn truyền hình, đặc biệt là sân khấu kịch. Anh cộng tác với sân khấu kịch thế giới trẻ với những vai diễn rất duyên được khán giả yêu thích, và cùng kết hợp với một diva, một nữ hoàng bánh tráng trộn trước đây và giờ đây là một nghệ sĩ kiloto được sức dược khán giả yêu thích hiện nay. Một quý vị hướng mắt về sân khấu cùng chào đón năm nghệ sĩ hài Gia Bảo và nữ diva Cát Thi. Vâng, lời nói đầu tiên cho Cát Thi gửi tới toàn thể quý vị nơi đây một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất à. Và cảm ơn toàn thể quý vị, và ngày hôm nay đố quý vị ở trong đồng mình có chương trình gì đặc biệt nữa quý vị? Một chương trình tuyển chọn ca sĩ đặc biệt của ngày hôm nay, trải qua 1.000 thí sinh thì bây giờ chỉ còn có một thí sinh duy nhất của ngày hôm nay. Cô ta rất là dễ thương, người thì nhỏ nhắn, eo thon, mình dây. Và bây giờ quý vị cho chàng vỗ tay để hướng mắt về sân khấu xem qua ca sĩ duy nhất của ngày hôm nay, một thí sinh đặc biệt à. Em đây chị ơi. Dạ. Dạ cho chồng kính chào quý vị. Dạ. Em đây chị ơi. Chào chị. Dạ. Rồi chị đến từ đâu ạ? À? Em đến từ phanh lớp Hồ Văn Cường. Rồi bây giờ chị là quê quán ở đâu nè? Em hát thử, chị đoán thử em ở đâu nha. Ok, hát thử đi tôi đoán cho. Nghĩa bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Cần Thơ. Nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Vậy là Hậu Giang. Sớm trăng đón chờ nghe lời ráo, cô nàng mang bánh ngon mua giùm em bánh tráng Tây Ninh. Vậy là ở Tây Ninh. Đúng rồi. Em ở Sài Gòn. Sài Gòn nói chi vậy mẹ? Có em đi vòng vòng chơi mà. Dạ ở Sài Gòn ở khúc nào vậy? Em ở số 5 Đoàn Thị Điểm. Quen quá vậy ta. Cái quen chỗ không? Chỗ đó quen quá. Nhà lầu 2 tầng. Đúng rồi. Đã lắm đó. Thôi đừng có quen đòi đồng sở hữu cả bà nội. Mẹ ơi, cái nào của người ta là của người ta chứ đòi hỏi làm cái gì? Có nhưng mà ngày hôm nay là đến đây nè. Dạ. Thi nè. Thi rồi mình có một cái chương trình gì đặc biệt không? Em đi thi đó. Đi thi. Em là ca sĩ đó. Ca sĩ. Mà không có lấy tên Việt Nam, lấy tên Hàn Quốc. Lấy tên Hàn Quốc. Biết Giang Đông Quân không? Trời ơi, đẹp trai lắm đó nha. Bình thường. Bình thường. Biết Lee Minh Ho không? Lee Minh Ho, đẹp trai lắm. Chuyện nhỏ. Ồ. Biết Bác Hành Xeo không? Biết. Không bằng em luôn. Chứ tên gì? Chihuahua. Ê, tên con chó mà. Ê, chó đâu? Ca sĩ á. Ca sĩ hồi nào? Ca sĩ gì tên kỳ vậy? Cái tên giá trị lắm đó. Giá trị chỗ nào? 20 mấy triệu một con, cái bổ ích hả? Trời ơi. Hát được sủa, được giữ nhà được luôn á. Thôi bà nội ơi, bà nội. Sao? Bây giờ bà làm ca sĩ, nhưng mà ngày hôm nay bà là ca sĩ, đâu phải là bà đứng không và bà vô đâu. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của bà. Ủa sao ca sĩ có thử trí thông minh nữa? Đúng rồi, bây giờ mình ra mình chào khán giả, rồi mình vô mình cũng phải chào khán giả, chứ đâu đi ra khơi khơi hát xong vô được đâu. À phải có giao lưu rồi. Đúng rồi. Cầu chúc cho khán giả rồi hả? Đúng rồi. Dạ xin kính chúc cho toàn thể quý vị thật là nhiều may mắn, thật là nhiều thành công. Tình lúc nào cũng đầy tim mà tiền lúc nào cũng đầy túi. Yo. Dạ, hay. Trời ơi. Bà nhưng con mà... em không á? Dạ, bà con không hả? Bà con em. Trời ơi, đông quá vậy trời. Dạ. Bà con ở đây dễ thương quá. Nhưng mà bây giờ nè, tôi ra câu đối thơ, rồi chị đáp lại câu thơ, mà chị đáp sao cho bà con ở dưới người ta đồng ý, người ta vui vẻ, tao chàng cho chàng vỗ tay, chị là người thắng. À ở dưới ủng hộ nè, em thắng phải không? Đúng rồi. Đâu quý vị ủng hộ giùm em nha quý vị ơi. Cho chàng vỗ tay lớn lên quý vị. Bà ôi con ơi. Tôi không á. Trời ơi dễ thương quá à. Sắp tới tôi giác ông Cường qua đóng cải lương luôn. Vậy hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Hứa là làm nha. Ông giác qua đóng cải lương, mọi người ủng hộ không mọi người? Biết đâu nha, sắp tới nha. Khán giả ngày hôm nay dễ thương quá. Dạ. Rồi bây giờ mình chơi luôn nha. Dạ, chị ra đề đi. Rồi tôi ra đề. Dạ. Chim quyên ăn trái nhãn lòng. Chim quyên ăn trái nhãn lòng. Ờ. Thương em dù biết em mấy chồng anh cũng thương. Dễ thương, dễ dạ. thương. Dạ, đúng là đàn ông là phải vậy. Đó. Tiếp. Má ơi đừng gả con xa. Gả qua bên Mỹ lấy đô nanh chung được rồi. Anh sắp tái đắc cử rồi đó. Sao bà biết? Cái lỗ tai anh hơi chạy chút xíu. Em dán băng keo cho anh lại. Dễ thương. Dạ. Rồi nè. Cái gì tôi quên mẹ rồi. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Đúng rồi. Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Nhìn cái tướng bà là tôi biết bà ngủ không hà. Tiếp. Rồi. Thu đi để lại lá vàng.
anh đi để lại cho nàng thằng cu. Trời ơi, chưa cái gì muốn đẻ rồi bà nói. Năm tốt mà. Năm tốt, từ từ mình đừng bà, mình phải thủng thỉnh. Tiếp. Rồi, mùa thu tiếp nối, mùa thu. Thằng cu tiếp nối, thằng cu ra đời. Ê, bà đẻ như heo vậy. Có năm mới mà. Rồi, bây giờ tôi cho bà một câu cuối cùng là bà chết với tôi. Rồi. Rồi, đố ai nằm giọng không đưa. Trời ơi. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Ra thơ khó quá vậy. Khó mới đố cho bà được chứ. Đố ai nằm giọng không đưa. Ờ. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Ờ. Người chết nằm giọng không đưa. Người đuôi gặp lại người xưa không nhìn. Đâu có con mắt đâu nhìn. Bà giỡn với tôi hay gì vậy? Đâu có giỡn đâu. Ngày hôm nay á là ngày chương trình đặc biệt. Bà đến đây bà thi. Bà biết bà thi cái gì không? Thi hát. Thi hát sao từ giờ bà làm thơ không ạ? Bây giờ em hát nha. Ờ, bây giờ hát đi. Nay chương trình đặc biệt mà. Ờ. Trước khi nghe những giọng ca sắp tới, nghe em trước. Ờ, ok. Em làm giọng của tất cả các ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam. Ôi ôi, hay quá vậy. Chị không tin đúng không? Không tin. Đầu tiên em hát cho chị nghe giọng của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ôi ôi, hay vậy. Em hát nha. Vô. Mà chị biết Đàm Vĩnh Hưng lúc lớn đâu biết lúc nhỏ không? Không, không biết. Em hát anh Đàm Vĩnh Hưng lúc 4, 5 tuổi. Hay. Thử nha. Thử đi. Phong cách Mr. Đàm nha. Rồi. Chờ đợi. Bà thương con vì con sống mẹ. Mẹ thương con vì con sống bà. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp. Rồi, tiếp ca sĩ nào nữa? Tiếp một tiếp theo giọng ca của nữ ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh tôi ái mộ lắm nha. Dạ, đứng cái tướng giống Phương Thanh. Ờ. Đó rồi. Má, người dạ. Ta bỏ tiền ra mua vé, má đứng má kênh ta vậy má. Đâu có kênh đâu. Bà đứng mà gần người ta là gần rồi quan. Phong cách của chị Phương Thanh vậy á. Ủa vậy hả? Còn cái tướng em, tướng chị Phương Thanh gọn. Ờ đúng rồi. Tướng em nó hơi full HD chứ. Đúng rồi, chàng màn hình đó má ơi. Phong cách Phương Thanh cầm micro với Phương Thanh luôn nha. Ok. Hát bài Giả Vờ Yêu cho nó lạ. Hay nha. Vậy. Thử nha. Vô. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh. Những năm tháng yêu nhau giá vờ. Được, tạm được. Còn ca sĩ nào nữa? Dạ, tiếp một tiếp theo giọng ca của nam ca sĩ Lam Trường. Lam Trường. Bắt với Lam Trường bắt tiếng từ phong cách rồi mới tới giọng hát. Đúng rồi. Phong cách của anh Lam Trường ai cũng biết. Đúng. Hãy nhìn vô mà kêu phong cách Lam Trường. Sao? Quý vị có ai có chai dầu xanh nó bị tai biến quý vị? Hay. Chứ sao đứng luôn cung kỳ vậy? Hát đó, phong cách đó. Bây giờ cái môi nó kìa. Cái phong cách. Phong cách gì kỳ vậy? Ngậm cái môi dưới vô, nuốt vô nhả ra mới hát. À. Còn cái môi dưới nó còn hay không là hên xui. Trời ơi, nguy hiểm quá vậy, ca sĩ gì nguy hiểm quá vậy? Phong cách Lam Trường nha. Vô. Bắt đầu. Những đêm càng đi càng đi đêm hay vui đêm hay cảm thấy kỳ lên đêm buồn sẽ phai dần chậm lặng dần những men yêu thương được xuyên trong nay. Wow wow. Ủa chó đâu sủa vậy? Chó đâu? Chứ ai sủa? Em sủa đó. Trời ơi là trời, ta ca sĩ ta hay lắm mà mày sủa bị bại mà chị. Không có, Lam Trường cái phiêu hay lắm. Ờ. Lam Trường cái phiêu là làm quêu quêu. Tại em là chi qua qua nên em có quấu. Trời ơi, vậy còn cái gì nữa không? Chỉ nghe giọng Hồ Ngọc Hà không? Hồ Ngọc Hà thích lắm. Em thích không? Thích. Mê không? Mê. Về mua đĩa nghe đi chị. Cái chân em chưa có dài, em hát chưa được. Bà giỡn mặt với người ta hay gì? Có, mà từ nãy giờ á, từ nãy giờ tàn là bà bắt trước người ta không? Bà không có gì riêng lẻ của bà hết trơn. Vậy em hát bài em sáng tác nha. Bà sáng tác? Dạ. Trời ơi. Ca khúc được mang tên Cực Lạc. Trời ơi, nghe gì giống chùa Vĩnh Nghiêm vậy má. Ca khúc được hát trong dịp Hạ Nguyệt. Trời ơi, vô. Bài hát được bắt đầu. Thà làm con giáng chết trên mặt vắng. Được, được. Thà làm con chim chết sông nằm im. Tốt, tốt. Đừng như con chó chết sông nằm đó. Sống mà không dê chết thành ba đê. Ê, mất dạy nha. Đâu có gì vậy? Chỉ bậy bạ hả? Em chỉ bên kia mà. Rồi, bây giờ là thấy ok rồi đó. Được không chị? Còn cái gì nữa không? Em hát vậy thôi đó. Rồi ok. Hát rồi không? Vậy là được rồi nè. Hát bây giờ... rồi, yeah. Cho chàng vỗ tay lớn lên quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị. Đi lên đây, đăng ký với tôi. Em được xong ca với anh Hồ Văn Cường không? Được, được, một lát được, phải đưa đăng ký mới được. Ủa sao thi còn đăng ký nữa? Trời ơi, má ơi, vô thi đăng ký bên ban tổ chức của tôi đâu phải ban tổ chức đâu. Trời ơi! Tôi cũng là thí sinh giống bà vậy đó. Trời, làm gì nãy giờ tao thi cực quá, bà không phải ban tổ chức vậy? Trời ơi, má ơi, má, tôi ra tôi thấy bà chị em rồi tôi muốn tương tác với bà cho vui vậy đó, chứ tôi không phải là ban tổ chức. Bà đi thi luôn hả? Tôi đi thi luôn. Bà đăng ký chưa? Đăng ký rồi. Tên gì? Nguyễn Chí Hùng. Trời đất ơi! Con gái gì tên Nguyễn Chí Hùng bà nói? Má ơi, tôi người chuyển giới má ơi. Hèn chi nãy giờ tôi nghi lắm mà. Nghi cái gì? Con gái gì đâu có trái cổ nữa.
Bà chắc bà cũng có chiếc cổ kìa. Không hề. Ờ đúng rồi, cục nóng nó che lại chiếc cổ. Trời ơi. Nhìn quen quen. Quen không? Phải Hùng Ba Gác sớm tôi không? Tao nè, mày đây. Tôi nhớ tôi không? Nhớ nhớ. Sáu đực rửa. Trời. Sáu đực rửa. Tôi giống bà luôn á. Tôi chuyển giới luôn. Bà chuyển ở đâu vậy? Thái Lan. Tôi chuyển ở Thái Nguyên. Hèn chi Nguyên con heo luôn. Trời ơi, bà nói gì vậy? Tôi quay đầu Nguyên con dồi chứ. Ê, nhưng mà bà đi thi rồi bà có giọng ca không? Có chứ ma. Bà thấy Hồ Văn Cường người ta giọng ca, người ta nội lực không? Người ta ca hay. Bây giờ bà ca giọng nam hay giọng nữ? Tôi ca giọng nam. Đâu bà cứ thử cái nội lực đó coi. Nè, tôi làm nội lực bà coi tập cái trung. Cái nội lực của bà cỡ nào? Trời ơi. Nội lực không hay không? Sư phụ. Bái phục đi. Thật là thâm hậu sư phụ. Rồi đi đây đăng ký ma ơi. Đi đi đăng ký. Rồi. Dạ tiếng một bài đến đây là hết. Dạ bảo và Cathy xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vui vẻ. Cảm ơn quý vị. Dạ một trò hỏi tay nữa cho nam danh hài trẻ Gia Bảo và Diva Cathy. Cảm ơn hai bạn rất nhiều với những tiếng cười rất vui và dí dỏm gửi đến quý vị trong phần song tấu hài hước rất ăn ý vừa rồi. Cảm ơn những trò hỏi tay của quý vị.